Xin chào tất cả anh chị đến với kênh nhận định thị trường hàng ngày lúc 3 giờ chiều của chứng khoán Tuấn Hưng. Hôm nay là một phiên giảm điểm, mình nói là nhẹ với khối lượng ít, và mình nghĩ là hôm nay là một phiên giảm điểm khá là lành mạnh. Tại sao nói lành mạnh? Bởi vì rằng nó đang đi đúng cái hướng kỹ thuật của nhiều nhà phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn. Thứ hai, đây là cơ hội để thị trường đi đúng hiện thực đúng cái vấn đề dò đáy hai. Bởi vì khi chưa có dò đáy hai, chưa có thực hiện đáy hai thì đương nhiên dòng tiền lớn họ sẽ cân đối, họ không có dấu hiệu mua hàng. Và đây là cái cơ hội cho những người mà đánh theo kỹ thuật, cơ hội book full hàng. Và chúng ta rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng là hỗ trợ mua ở đâu, thì cá nhân em vẫn như những nhận định lần trước, đó là vùng 1056 cho đến 1068. Đây là khu vực mà cá nhân em nhận định có thể thị trường sẽ về và tạo một cái đáy hài đây. Vậy thì hôm nay là em hơi ốm, em không làm livestream trên Facebook và em sẽ làm video để em đăng lên trên kênh YouTube, thì hy vọng anh chị vẫn cứ yêu thương ủng hộ chúng em, và nhớ đừng để lại quên để lại đợt like cũng như follow kênh Facebook và YouTube của em nhé. Thì chúng ta cùng đi vào sâu vào nhận định những chỉ số của thị trường cũng như là các cái thông số là các ngành nào tăng giảm, để cùng nhau phân tích là thị trường này có rủi ro hay không, và nếu mà có thì là nó ít hay nhiều, và chúng ta cơ hội giải ngân những nhóm ngành nào nhé. Thì hôm nay em sẽ giải thích cái nhận định thị trường này theo hai hướng. Một là vẫn như em thường nói, đó là indicator em vẫn sử dụng MACD, Bollinger Band và cái chỉ số MA20. Thứ hai là em sẽ giải thích qua một chút, bởi vì anh chị, một số anh chị nhắn tin riêng em bảo là muốn nghe theo phân tích theo cả VSA, bởi vì khi nghe VSA thì nó khá là cuốn và em giải thích cũng ra là hợp lý. Thì hôm nay em sẽ nhận định trước về theo kiểu VSA. Đầu tiên ấy là hôm nay một phiên giảm điểm, khối lượng thì chỉ có 9 điểm thôi, là không quá lớn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái khối lượng nhỏ này thể hiện một điều rằng là bên bán thì cũng rất là phân vân, và bên mua thì cũng rất là cân đối. Điều đó có nghĩa rằng là cái mức giá này và chưa có đủ điều kiện để người ta tự tin giải ngân mạnh, và cái lực mua đuổi đã gần như cạn kiệt. Thứ hai, chúng ta thấy rằng là ngay từ hôm qua đó là một phiên tăng điểm nhưng mà không có khối lượng, và chỉ có một số ngành ngân hàng mình may mắn trong nhóm mình là bắt đáy được VP Bank, và hôm nay mình có bán ra luôn với lợi nhuận là 5%, khá là bé thôi, không có nhiều, nhưng mà rõ ràng mình mua vì lý do gì thì mình bán vì lý do đấy, đúng không? Khi mà chúng ta trong vòng hai ngày thôi mà chúng ta có lợi nhuận bằng gửi ngân hàng một năm thì đương nhiên rằng mình nên bán trong thời điểm mà thị trường sập sùi như này, và khi nào có đáy hai có thể chúng ta mua lại và bắt đầu thực hiện một quá trình tăng dài hơi hơn nếu mà thị trường đúng. Còn nếu thị trường không đúng như chúng ta dự định thì đương nhiên chúng ta vẫn phải bán. Chứ như trong video, trong chat em có nhận định ấy, trình là thứ nhất là anh chị em có thể nhìn thấy, đầu tiên yếu tố đầu tiên là DI, đô la index đã gãy cái mốc 105 như em nhắn cách hôm trước ấy, thì đây chính là cái mốc mà 105 là cái mốc mà mang cái niềm vui cũng như kỳ vọng cho tất cả anh em chứng sĩ cũng như là coi thủ, đúng không? Khi mà đô la giảm thì đương nhiên hôm kia ấy, là chứng khoán và coi sẽ hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên cái câu chuyện rằng là anh chị em mua đuổi thì là không nên, bởi vì sao? Nguyên tắc khi thủng một cái hỗ trợ thì bao giờ có test lại hỗ trợ đấy, và hôm nay chính là phiên nó nên test lại đúng hỗ trợ này, thì đương nhiên rằng khi đi đô la đi lên thì những cái gì sẽ đi ngược đô la, đó là vàng, đó là chứng khoán, thì đương nhiên sẽ phải giảm. Và đấy là câu chuyện rằng tất cả những hành động mua đuổi, mất kiểm soát, thiếu kiểm soát, ví dụ như chứng khoán Hàn Quốc, đúng không? Anh em nào hôm qua mà mua đuổi chắc là hôm nay đang ôm đầu lo lắng, đúng không? Anh chị mua và bây giờ nó giảm như này thì chắc chắn là anh chị lỗ rất là lớn trong vòng một phiên hai phiên. Thì khi mà anh chị đầu tư trong môi trường chứng khoán là môi trường mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn và tiềm năng, nhưng mà khi mà lợi nhuận cực lớn thì đương nhiên rủi ro nó cũng sẽ nhiều và có nhiều biến số, thì anh chị càng phải bình tĩnh, đúng không? Nhưng anh chị nào mà cứ cố gắng mua đuổi hôm qua thì đương nhiên hôm nay anh chị phải mang những cái lợi nhuận, cái khoản lỗ nhất định. Thì đấy là những cái hành động mà không lên mua đuổi, và chúng ta phải có kỹ thuật. Tại sao những người đánh kỹ thuật như em ấy có thể phòng bị, và em không phải là hôm nay mới nói mà cách đây rất là lâu, khi mà phiên nó tăng đến đây này, hôm kia nghĩa thứ 6 tuần trước nữa, em đã từng nói rằng là thị trường chiều thứ 3 đến thứ 4 sẽ cơ hội cho anh chị em mua lại, anh chị em không việc gì phải mua đuổi. Thì anh chị có thể thấy rằng rất là đúng nhận định của em từ cách đây hai phiên, và tại sao, lý do gì em có thể đưa ra cái nhận định mà sát được đến như thế. Thì anh chị có thể thấy rằng là nếu mà nhìn rõ ràng rằng khu vực này 1080 mấy ấy, kể cả những video 30 giây em hay đăng trên Facebook hoặc Zalo ấy, anh chị có thể thấy rằng là chúng ta đang ở những khu vực rất là nhiều cản. Đầu tiên là cái cản chéo như này, kênh trendline chưa hề phá được. Thứ hai, cái khu vực này cũng là cái khu vực của một cái MA20 vốn dĩ nếu từ dưới đi lên thì nó là kháng cự, nếu từ trên rơi xuống thì nó đóng vai trò là hỗ trợ. Thế rõ ràng chúng ta đang có một kháng cự rất lớn ở quanh 1100, và cái gap này cũng là một hỗ trợ nữa. Vậy khi mà chúng ta, mình cách đây hai hôm rồi, đó anh nghĩ nghe video của em đã từng nói rằng khi chúng ta mất quá nhiều công sức để chạy từ tận dưới chạy lên trên, đúng không? Video cách đây hai hôm anh chị xem hôm khi chữ nhận định sóng thần này có nên mua đuổi hay không này, anh chị đã từng hỏi em câu đấy thì em bảo không nên mua đuổi.
Bởi vì sao chúng ta sẽ có cơ hội mua đuổi ở sau chiều thứ ba? Bởi vì sao chúng ta đi lên vùng cản lớn mà mất công chạy như này rồi, bắt buộc chạm đây chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Vậy điều chỉnh ở đâu thì chúng ta lại có thể mở tiếp những cái chart nhỏ hơn ra. Chúng ta thấy như lần trước em đã nhắn tin đấy, rằng thị trường sẽ có thể chỉnh về mức này. Đấy. Em xóa bớt cái này đi, anh chị đỡ nhìn đỡ rối mắt nhé. Thì đây chính là khu vực cái vùng đỉnh này này. Đây chính là khu vực mà vốn dĩ mình mất hàng ở đây do mình nghĩ hôm này không có bán nó sẽ không đáng được không, thì bây giờ khu vực này chính là hỗ trợ và thị trường có thể sẽ nhùng nhằng và test lại khu vực này. Đây chính là cơ hội anh chị em mua lại trước khi thị trường có những dấu hiệu tăng lên. Còn tất nhiên trong thị trường như em nói, tất cả cho dù xác suất nhỏ nhất thì vẫn luôn có những biến số, cho dù 15% thôi, cũng nghĩa là 10 lần anh chị chỉ sai một lần thôi, nhưng vẫn luôn có những biến số. Ví dụ tại sao nếu mà thị trường không chạm đây mà không bật lên được mà rơi thẳng tiếp xuống, ví dụ mất đến tận đây chẳng hạn, sau đó mới lẩy lên, thì đây là một kịch bản mà chúng ta phải bắt buộc phải bán toàn bộ cổ phiếu đi để bảo đảm an toàn. Thì tại vậy thì chúng ta, những người đánh theo kỹ thuật người ta rất là nhạy, là chúng ta có thể đúng có thể sai, nhưng đúng thì tôi luôn được tiền, còn sai thì tôi lỗ cực ít. Đấy là lý do tại sao anh chị phải đặc biệt quan tâm cách đánh của dân kỹ thuật là như thế. Tại sao lại đưa ra những cái mốc, tại sao 1038 là chúng ta phải bán toàn bộ? Thì đơn giản chúng tôi nhìn đây này, đây cái chân của cái cây nến này, đây ở 1035 cho đến 1038. Nếu anh chị mất cái mốc này thì thị trường sẽ lên test lại khu vực này và rơi xuống. Thì khi mà mất mốc này anh chị em bắt buộc phải bán toàn bộ, cho dù cái cơ hội hoặc cái xác suất nó rơi một phát thủng cái này là rất ít, có thể đôi chỉ 10-15% thôi, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Còn chuyện anh chị yêu cầu câu chuyện rằng là anh chị đưa ra kịch bản mà nói đúng 100% ấy, thì nói thật anh chị chỉ có gửi tiết kiệm thôi. Bởi vì nguyên tắc rằng cái gì mà lợi nhuận lớn thì đương nhiên là phải có rủi ro, phải có biến số rồi, đúng không? Chúng ta đánh một ngày như VPBank mua có 2 ngày mà anh chị gửi lãi ngân hàng 1 năm, thì anh chị lại đòi nó là an toàn được như gửi tiết kiệm, thì làm gì có cái câu chuyện như thế nữa, đúng không? Mặc dù cái xác suất rơi này là rất thấp, rất rất thấp, nhưng mà vẫn có. Mà nếu mà có anh chị phải biết được khu vực nào, đấy khu vực anh chị phải bán hết. Chúng ta có thể đang từ lãi 5% về không, còn hơn là chúng ta từ lãi 5% về lỗ 15% đấy, cái câu chuyện rõ ràng thế. Còn đương nhiên nếu mà nó đi đúng kế hoạch, chúng ta bắt đáy ở đây, đúng không? Nhưng kể cả thị trường nó ở đây nó rơi với khối lượng lớn hơn dự kiến và lỡ đứt tay, thì anh chị xuống ở đây từ 1060 cho đến 1035 là 20 điểm. Anh chị từ 20 điểm của index ấy, thì tương đương với anh chị lỗ khoảng tầm 3% đến 3,5%. Thì chúng ta bắt buộc phải bán ngay cái lượng hàng có sẵn trong tài khoản ra để bảo đảm tỷ trọng an toàn, nghĩa là chúng ta chỉ kẹp lượng hàng ở đây thôi. Và lượng hàng ở đây thì chúng ta còn lượng tiền để trung bình lại. Đấy là cái chiến lược giao dịch mà chúng ta phải đưa ra các kịch bản để phòng thủ, chứ không phải là ông bảo là không lên thì xuống, không xuống thì lên. Tất cả không lên thì xuống và không xuống thì lên, đúng thật thế rồi. Thị trường chỉ không lên thì chỉ có xuống thôi. Nhưng quan trọng là xuống đến đâu thì anh chị biết được rằng mình đang sai, và anh chị lên đến đâu thì anh biết, chị biết rằng mình đang đúng, và đúng đến đâu thì anh chị phải quyết chốt lời, đúng không? Nghĩa là mình biết mình phải hiện thực hóa lợi nhuận, chứ kể anh chị lãi 100% mà anh chị không chốt lời thì nó cũng có thể về 0% như bình thường. Đấy câu chuyện 2021, nhiều khách hàng lãi 100 mà thậm chí 200% của mã bất động sản. Bây giờ quay ngược nó ngược, cái chuyện nó hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta phải có kế hoạch, phải biết cái đích chúng ta đang đến. Ví dụ em nói nhịp này lên đến vùng này là phải chốt nếu anh chị nào đánh ngắn hạn. Nhưng nếu anh chị nào dài hạn, anh chị nghĩ rằng anh chị có thể mua thêm thì lại vẫn có thể không mua và có thể xuống là mua thêm. Cho nên câu chuyện rằng chúng ta phải có chiến lược cho cá nhân anh chị. Đừng nghĩ rằng là người ta bán thì mình không cũng phải bán theo, mà cũng không phải là người ta mua thì mình cũng mua theo. Quan trọng là mình đang theo chiến lược gì, mình đánh ngắn hạn hay dài hạn, tỷ trọng tiền của mình như thế nào, thì đấy mới là quan trọng nhất. Thì đấy là cái câu chuyện mà em đưa ra, vừa dựa vào phân tích gọi là kỹ thuật, đúng không? Đây hỗ trợ kháng cự, thuần kiến thức hỗ trợ kháng cự. Và đây là kiến thức về VSA, nghĩa là chúng ta nói rằng là đây khu vực này là chưa có bên mua và bên bán nó đang giằng co nhau, đúng không? Hôm nay rất là giằng co, thực sự nếu hôm nay ai mà đánh hôm nay cực kỳ buồn ngủ luôn. Bởi vì là cả một phiên chờ thị trường cứ giằng co với biên độ thanh khoản cực kỳ thấp. Thanh khoản hôm nay thì cực kỳ thấp luôn. Chúng ta thấy rằng cả một ngày trời nó đi trong cái biên rất ngắn, từ 1080 cho đến 1089, có nghĩa là chỉ 8 điểm, 9 điểm mà thôi. Nghĩa là cổ phiếu chỉ dao động từ 1 đến 2%, cực kỳ thấp. Và đấy là đến tận cuối phiên cuối giờ chiều 2 giờ 25 phút nó mới đánh một cây xuống rất là bất ngờ. Thế và lấp lại gap này, chúng ta có thể thấy rằng khi cái gap này lấp lại ấy, thể hiện rằng sức tăng FOMO nó đã bị suy yếu và khả năng nó sẽ tiếp tục lấp xuống. Nhưng tốt nhất là không, đừng để lấp cái mốc này. Cái gap này tốt nhất là không nên để lấp. Nhưng nếu cái gap này mà để lấp ấy, thì cái kịch bản mà tăng lên 1100 bao nhiêu ấy, thì em nghĩ chúng ta lại phải thay đổi thôi, đúng không? Mặc dù em hôm trước em có nói rằng VN Index có thể sẽ có kịch bản lên đến như này, đúng không? Test xuống đây, sau đó lên đến 1118 hoặc lên tận ở vùng trên này, cái đỉnh này, có thể lên một trong hai mốc này. Nhưng đấy là
kịch bản mình đưa ra, đúng không? Và dự kiến rằng là nó như thế, chúng ta dựa trên những hoàn cảnh mà nó đang diễn ra. Nhưng nếu nó không lên được đến đây mà nó có những biến số xấu hơn thì rõ ràng chúng ta lại phải đưa ra một kịch bản khác. Có thể đó là không có nhịp tăng mạnh như này mà thị trường sẽ đi trong một cái biên, có thể là một cái biên trong cục này và nó đi rất là dài. Chúng ta sẽ có những kịch bản khác nếu nó không đúng. Đấy là cái sự khác biệt như hôm trước em nói, đó là sự khác biệt giữa broker và nhà đầu tư F0 không có kinh nghiệm. Thì họ chỉ dựa vào cái cảm xúc của họ, họ nghĩ rằng lên thì nó sẽ tìm mọi cái lý do, ví dụ Tây Long mua này, nước ngoài mua này, xong rồi là chứng khoán Mỹ tăng các thứ này nọ để họ đưa ra kết luận, chứ không phải là họ sẽ thay đổi theo cái dữ liệu đầu vào. Thế đây chúng ta có thể nói rằng là nếu mà kịch bản nó là mất cái mốc cái gap 1035 thì khả năng rất cao thị trường sẽ đi theo cái biên như này, và đôi khi kéo dài một nửa, một vài tháng là chuyện bình thường, nghĩa là không có cửa lên trên này nữa, thì chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi, đúng không? Đấy thì em đưa ra hai kịch bản đấy. Tốt nhất em vẫn luôn muốn thị trường đi lên, bởi vì thị trường đi lên khách hàng có lãi, có giao dịch, em có phí ra hồng, đúng không? Và rất nhiều khách hàng thấy em nhận định đúng thì cũng về quét mã QR để về nhóm của em, đúng không? Quét mã QR về nhóm cộng đồng để nghe những nhận định này, nhớ để lại số điện thoại và biết là ghi qua kênh gì nhé, kiểu anh chị không để số điện thoại em không duyệt đâu ấy. Đây là câu chuyện như thế. Nhưng mà nếu mà nó không như chúng ta mong đợi thì chúng ta phải biết đường và thay đổi, chứ mà chúng ta cứ cố chấp đấy. Thế đấy những gì mà em chia sẻ về nhận định thị trường, và chúng ta thấy rằng là với những cái việc thanh khoản thấp như này này sẽ thường xuyên có những biến số ở cuối giờ, bởi vì nhà cái người ta sẽ tìm cái thời điểm mà chúng ta đang mệt mỏi nhất, cả ngày ngồi đợi nó lên lên xuống xuống chậm này rất là khó chịu, rất là mệt mỏi, và cuối giờ nó đấm lên đấm xuống chúng ta rất hoảng loạn. Thì đây là chính thể hiện rằng là bên bán và bên mua giằng co nhau. Những anh chị bán mua T cộng để người ta chưa muốn bán, đang theo dõi có lên được không. Anh chị mua ở đây hoặc gần kẹp lỗ rồi thì chúng ta lại chờ đợi. Một cái góc nhìn nữa thể hiện như này này, khi mà lên đến đây anh chị để đấy hồi đầu thanh khoản khá là to, nhưng mà thanh khoản lại thấp dần, có nghĩa là sao? Những anh chị đang kẹt hàng ở đây họ đang có dấu hiệu trung bình giá, đang có dấu hiệu trung bình giá. Nghĩa những anh chị đang mua ở đây này, đang kẹt hàng đây này, ở đây anh chị mua lại, đúng không? Đấy. Thế khi mà lên đây là anh chị đã hòa rồi, anh chị không muốn mua nữa. Đấy, nghĩa mua kẹt ở đây, mua ở đây thì đương nhiên giá trung bình sẽ ra khu vực này. Anh chị đang hòa anh không muốn bán. Nhưng mà nếu mà thị trường đánh một cây khóa mạnh thì đương nhiên cái vị thế của anh chị đang ở đây đang ở hòa, đúng không? Kẹt ở đây, mua ở đây thì bây giờ giá trung bình anh chị ở đây. Đó, khi mà thị trường mà đánh sâu quá như nào? Nghĩa là sâu quá cái ngưỡng anh chị lỗ khoảng 15%, đang từ hòa, đúng không? Đang từ lỗ 15%. Bây giờ về lỗ, về hòa, lại quay lại lỗ 500 thì chắc chắn cả cái lượng hàng ở đây nó sẽ lôi ra bán ở đây. Nó sẽ bán khi mà mất cái mốc 1050 này trở đi. Thì đương nhiên rằng nó sẽ tạo một cái áp lực rất là mạnh và sẽ rúi thị trường xuống rất là sâu. Thì đấy là cái câu chuyện là tại sao anh chị phải đặc biệt phòng bị ở mức 1035, 1040. Nếu mà thị trường có dấu hiệu mất cái mốc đấy, chúng ta bắt buộc phải bán toàn bộ danh mục đi để bảo toàn an toàn. Đấy. Thì đấy em nhắc cho anh chị tất cả các kịch bản. Tốt nhất cũng có, đúng không? Tốt nhất là chỉ nên quanh ở vùng nào? Vùng này là tốt nhất. Em không muốn nó xuống sâu quá. Mặc dù là em chưa mua đủ hàng và em không mong muốn phải mua quá rẻ. Vì quá rẻ thì có nghĩa là nó lệch cái kịch bản chúng ta đưa ra. Cơ hội để múc full tốt nhất là khu vực này. Thứ hai đó là nếu mà kịch bản nó đi xuống sâu thì chúng ta bắt buộc lại phải quay trở lại câu chuyện bán ra. Và bán ra mốc nào, anh chị nhớ cho em mốc 1035. Đấy là cái mốc mà anh chị bắt buộc phải bán toàn bộ danh mục đi để đề phòng tất cả biến số xảy ra. Nhưng chúng ta thể thấy rằng là trong đầu tư ấy, thì anh chị phải nhớ một câu chuyện, chúng ta tham gia một cuộc chơi gì thì luôn luôn có tạo lập và luôn luôn có thao túng. Chỉ có an toàn không có lợi nhuận, biên độ ổn định thì mới không thao túng. Anh chị gửi ngân hàng đương nhiên là nó ít thao túng rồi, bởi vì là lợi nhuận nó đều như nhau, đúng không? Bây giờ câu chuyện chứng khoán, anh chị đánh một ngày bằng gửi ngân hàng một năm thì đương nhiên phải có bàn tay của tạo lập, phải có thao túng. Đương nhiên rằng anh chị đánh coin nó còn tốc độ cao hơn nữa, nó phải có thao túng. Kể cả bất động sản anh chị tưởng chậm thôi, thực ra cũng có thao túng cả, có đất môi giới đất, chính sách tất cả mọi thứ đều có sự thao túng hết, chứ làm gì không có, đúng không? Quan trọng là cái tốc độ nó chậm thì anh chị đi vốn lớn được. Khi chứng khoán nó dao động mạnh thì anh chị càng phải tâm thủ nghiêm ngặt, đúng không? Giải vốn bình tĩnh hơn, lấy tĩnh trễ động. Đấy cái câu chuyện thế, cho nên anh chị cần có những người mà tư vấn để ngoài vấn đề mua bán ấy, anh chị phải chuẩn bị kỹ mặt về tinh thần. Chơi cuộc chơi gì phải chuẩn bị kỹ về mặt tinh thần thì chúng ta mới mong chiến thắng được. Thì em tất cả hy vọng rằng là những cái câu chuyện này nó có thể là hơi lan man một chút, nhưng mà nhiều anh chị thấy rằng lại nhận định riêng rằng là anh chị thích nghe những câu chuyện như thế để có kinh nghiệm về tâm lý nhiều hơn, bởi vì bản thân kỹ thuật anh chị không đủ khả năng tự phân tích, nhưng anh chị lắm được tâm lý và nghe broker tư vấn như này anh chị hiểu, à anh chị không biết đây là hỗ trợ, không biết đây là kháng cự, nhưng khi em kể ra anh chị biết rằng à đây là hỗ trợ, đây anh chị biết được và anh chị có thể hành động, thì kết hợp với việc tâm lý vững ấy, anh chị sẽ giao dịch sẽ có lãi. Còn đương nhiên là trong thị trường này
có một người ví dụ hôm nay em mà bán chốt lời VPBank khoảng 5%, 7% thì đương nhiên ở đâu đó cũng sẽ phải có một ông nào đó đu đỉnh và biết đâu ông ấy là người cắt lỗ, đúng không? Chúng ta em đã hiện thực lãi thì đâu đó phải có một người hiện thực lỗ, thế thôi. Cũng câu chuyện rằng là hôm trước em trong nhóm hôm nay ấy, có nói về cái câu chuyện gáp ấy, thì anh chị em bảo là lấy gáp thì phải trả lại gáp, nhưng câu chuyện thì em lại nói thêm rằng là gáp là thằng nào lấy và thằng nào trả thì lại câu chuyện rất khác nhau, đúng không? Cái gáp của ví dụ thị trường index, đúng không, cái gáp này mở ra tôi là người mua và tôi mua ở dưới tôi có lãi, những cái gáp này lên đây tôi bán thì cái câu chuyện trả gáp này lại là ông này ông đu đỉnh ở đây ông trả lại, nghĩa là lợi nhuận từ thằng đu đỉnh chuyển sang ông chốt lời nhé. Thì anh chị hy vọng những câu chuyện đơn giản, tưởng chỉ đơn giản thôi, giúp anh chị có thêm nhiều kiến thức về thị trường. Còn em sẽ nói thêm một chút về một số dòng mà em cá nhân nhận định. Thứ nhất là dòng SSI hoặc SHF là một công ty chứng khoán mà em đánh giá rằng đây là một công ty cho chúng ta cái cơ hội tiềm năng khá lớn, bởi vì có nhiều câu chuyện đằng sau về thị phần cũng như là tiền mặt và cũng như là một số cái nơi thông tin cơ mật khác thì thể hiện SHF sẽ khả năng rất là leader trong nhịp tới. Và nếu mà điểm mua quanh khoảng 14.5 cho đến 15 khu vực này, 14.5 cho đến 15 khu vực này là cái chân của cái chân kia đến này, đấy 14.5 cho đến 15 này sẽ là khu vực mà chúng ta mua với kỳ vọng SHF sẽ là một leader. Tương tự SSI, điểm mua hôm nay là về điểm mua chúng ta mong muốn rồi nhé. Thì cá nhân mình nhận định là mua điểm mua mình tốt nhất là từ 27.5 cho đến 28 là khu vực mình có thể mở mua đối với SSI khu vực này. Còn đương nhiên cái câu chuyện rằng vẫn có khả năng cắt lỗ khi mà mất mốc 26 bắt buộc chúng ta phải cắt lỗ. Đấy, mất mốc 26 chúng ta vẫn phải cắt lỗ, hoặc là chúng ta giải ngân một nửa đi xuống chúng ta không phải cắt lỗ nữa mà chúng ta có thể mua thêm. Thì đấy là cái câu chuyện rằng SSI. Ngoài ra HPG mình đánh giá là một mã rất là tốt. Tuy nhiên là điểm mua thì mình chưa ưng ý lắm. Điểm mua của nó thì quanh giá 24.5 đến 25, khu vực gần 20 này sẽ là cái cơ hội mà mình đánh giá HPG có nhiều tiềm năng trong quý 3, quý 4 này. Đấy, đây khu vực này hai mã nhé. Và một mã thứ ba thì mình đánh giá rằng là VCG là một mã đầu tư công mà mình khá là đánh giá cao với nó, và điểm mua của nó đang ở gần đây rồi. Nói chung là ở giữa cái đến này từ 20.6 cho đến 21.21 khu vực này. Chính là khu vực chúng ta có thể gom hàng cho VCG. Một nửa trên của cái nến xanh trần này sẽ là cơ hội cho chúng ta mua hàng và kỳ vọng thì VCG sẽ tiếp tục đánh mạnh lên và có thể là hồi về đến tận khu vực này 24 nhé. Thì ba mã mình chia sẻ cho anh em thì hy vọng là anh chị em thấy hữu ích cũng như là về nhận định thị trường ấy, thấy chuẩn thì hãy like, còn nếu mà không chuẩn thì không cần like đâu, nhưng mà nếu anh chị em thấy chuẩn thì nhớ like và subscribe kênh của em nhé. Còn đây là mã cộng đồng của em, xin hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh chị và nhớ là bấm vào mã cộng đồng ấy thì nhớ nhắn tin số điện thoại cũng như quen ở đâu nhé, thì anh chị để ý. Bởi vì anh chị để ý này, sáng nay em đã nhắn rất là sát luôn. Đấy, hôm nay nhá, lúc mọi người bảo kéo lên thì em đã nhắn rất là kỹ luôn. Đây này. Lúc sáng trong có đây nhóm khách hàng chứ không phải nhóm cộng đồng nhá. Mình nhắn rất là kỹ rằng là chưa chỉnh ngay đâu. Nhiều người bảo chỉnh ngay lúc 10:09:45. Thì mình bảo chưa chỉnh ngay đâu, nó còn dập dần. Khi nào mà gãy 11 giờ nó sẽ dướn phát nữa. Và y rằng chúng ta thấy rằng là lúc 10 giờ, đúng không? VN Index nó kéo lên rất là tốt, nhưng mà rõ ràng em bảo có mua đuổi không? Không, cơ hội bán đấy, bán anh chị có nhiều anh chị bán luôn lúc 10 giờ, chị nhìn chưa, kéo đúng đây hôm nay không, mùng 7 không, đúng 11:35 là 10:35 đạt được đỉnh, đúng không, đúng nhận định luôn đấy, 10:30 11 số vụ phát nữa. Anh chị nào mà không được nhắc nhở thì chắc chắn đu vào đây là thiệt hại ngay trong khoảng 4-5% trong phiên rồi đấy. Thì đấy là những nhận định rất là sát, thì hy vọng là anh chị thấy đúng thì nhớ quét mã QR về nhóm cũng như là để lại like, subscribe kênh nhé.